Không sao chứ. Nè, tối nữa. Nhìn nè. Đánh tôi đi. Đánh nữa đi, đánh lại lên. Sư phụ à, cho xin ít tiền đi bác sĩ đi. Trong cổ tiểu có chai thuốc đó, đi vô trỏng mà sức đi. Thiệt là quá đáng, thằng mập như vậy mà cũng thi đậu. Bởi vậy bất công quá. Ông chủ à, cái này là karaoke hay nhất bây giờ đó, ông có biết không? À, hả? Nhất. Bộ ông chưa có chơi qua hả? Chưa có chơi qua đâu. Ông giỏi thiệt á, lớn tuổi rồi mà còn thích chơi karaoke. Đến đây hát tiếp đi. Ngày hôm nay không có đan áo nữa sao mà hát vui như vậy? Đâu phải, giải trí thôi mà. Tôi không biết cái gì là karaoke. Tôi chỉ biết các người hát karaoke như các vị đây muốn căn phòng nhỏ bằng cái hòm, trả tiền phòng một đêm 1.000 đồng. Một đám người như các vị đây nhào vô đó giành lấy cái micro. Ai giành được á thì đứng đó hát giống như các vị hồi nãy hát ở đây vậy, và kiểu cách âm thanh của các vị hát như thế này nè, karaoke, thế là xây dựng sự sung sướng của mình trên mấy chục người đau khổ như tôi vậy, đó gọi là karaoke, có đúng hay không hả? Các vị hãy nói đi, tôi có hiểu không, có thấy qua chưa? Tôi biết rồi chứ gì. Nếu như các vị ở đây còn xây dựng sự sung sướng của mình trên sự đau khổ của tôi hả, thì tôi nhất định sẽ liệu bỏ luôn cái truyền hình này, có hiểu chưa? Đồ ăn hại. Ông chủ à, chuyện gì vậy? Ông quên rồi sao? Ông có cái cuộc họp lúc 10 giờ. Họp về chuyện gì? Hội nghị tăng lương á. Được rồi, mời vô đây hết đi. Vô đây vậy lên, vô đi mà. Các chị muốn bàn chuyện tăng lương à? Được, vậy mình ăn nha. Vừa ăn vừa nói, vừa ăn vừa bàn đi. Nè, bánh nước nè, ăn đi. Nè, mỗi người một cây. Nè, ăn đi. Tự nhiên nghe hả? Có ngon không vậy? Bình à, thấy được cái gì hả? Trang bìa. Chị Vy. Trang bìa gì vậy? Trang bìa của tạp chí mình đó mà. Chú Cẩm, trang bìa kỳ nào vậy? Anh kỳ mới nè. Trang bìa của tạp chí chúng ta hả? Tệ đến nỗi phải dùng giấy gói đồ gì vậy sao?
Vậy có nên bàn chuyện tăng lương nữa hay không? Tôi đã nói là ông phải đăng mấy cái hình ở chuồng mà ông không chịu đó. Tạp chí của người ta chụp toàn là mấy hình ngực cho đích của đàn bà, còn tạp chí của mình... Nếu phải nhờ ngực đích của đàn bà để kiếm ăn, tốt hơn thì đi làm nghề buôn điếm đi. Cậu giống hay sao hả? Gì đâu có được. Không được tức là không giống. Vậy còn cậu giống hay không? Và tất cả mọi người ở đây có ai giống hay không? Ừ? Ê, hôm nay không làm việc à? Chào cô Hà. Hôm nay này, mời cô ngồi đi. Hồi nãy tụi tôi đang họp. Đừng có sao. Thế nào, lúc này sao rồi? Ông hứa à, ông biết tôi tới đây có mục đích gì chứ? Tôi biết. Cô Hà, tôi muốn cô cho tôi thêm một cơ hội nữa. Nhiều cơ hội lắm rồi. Nhưng mà cuốn tuần báo nội mặt của ông tiêu thụ kém nhất tại Hồng Kông. Cho dù tôi được, mấy người khác của tôi cũng không có chịu đâu. Tôi có mang tới giấy quy ước. Nè, làm việc ông ký tên vào đây. Cô Hà, tuần tới tôi đã có kế hoạch rồi. Bảo đảm cái Hồng Kông này. Tôi có ý cho ông đó. Chỉ có mỗi một câu thôi. Cuốn tuần báo nội mặt này và con người của ông đó hoàn toàn cách xa thời đại này quá đi. Thôi được, ký tên vào đi. Cô Hà, tôi làm phiền cô nha. Cô không cho tôi quảng cáo, cùng lắm là tôi không có tiền thôi. Chứ đừng nói tôi cách xa thời đại. Bởi vì tôi làm nghề này á, vô hình trung tôi đã đứng trên ngọn của thời đại rồi đó, cô biết không hả? Hả? Một bộ ba tờ, làm phiền ông ký luôn hai tờ kia. Bài hát mới tình hình nhất à? Bộ ông biết hát hay sao? Tối nào tôi cũng đi karaoke. Hát một bài nghe thử. Tôi ra đi sẽ không bao giờ trở lại. Bài này đã 20 năm rồi đó. Cũng là một bài hát vậy, không đúng sao hả? Đúng rồi. Có bài nào mới hơn không? Thiếu cha gì. Nói tên nghe thử. Mấy ngàn bài, biết nói bài nào đây? Tùy ý ông. Nói tên bài hát ra nghe thử, tên một bài mới nhất là được rồi. Hả? Bài hát mới nhất à? Thì cái tên bài hát nào mà mới nhất đó? Hay quá nhiều rồi. Tên một bài hát mới nhất. Mới nhất, ý của cô muốn nói là... Tên một bài hát mới nhất. Quá dễ rồi. Tên bài hát mới nhất, không có chứ gì. Nói đi. Cô có biết có một bài hát mang tựa đề là Anh có biết em đợi anh hay không? Hát ra nghe thử đi. Đừng có quên nha. Lúc nãy cô bảo tôi nói tên bài hát thôi mà. Ê, ông biết tựa rồi thì hát ra nghe thử đi. Trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng, ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến nhà mây. Như cánh chim bay qua bầu trời, ôm cuộc đời. Chuyện gì vậy tôi sao? Hết rồi à? 你知道我在等你吗？你如果真的在乎我， 有这么让无尽的夜陪我度过。 你知道我在等你的吗，妈妈妈？ 只因为你的爸爸不在家，家，家，家， 所以我才会到你家里去玩耍。 你知道我在等你的吗，妈妈妈？ 嘿嘿嘿嘿。 chúng tôi có ai trong sự đau khổ của ông không hả? Tốt quá. Anh Quân à, không sao chứ? Có chịu nhận tôi làm đệ tử không vậy? Chỉ cho em hai chiêu thôi đó. Có được không? Sư phụ và đệ tử phải nói chuyện duyên phận. Duyên phận thế nào? Từ từ tạo. Từ từ tạo? Có giấy bạc 1000 đó không? Có nè. Phải đưa cho tôi, cầm lấy, cứ cầm lấy đi. Cầm đi. Đưa cao lên một chút, cao chút nữa. Nè, chiêu này hồi Lý Tiểu Long còn sống thường hay tập. Đó gọi là chiêu chỉ dùng gió chân chứ không đụng tới vật. Nhưng mà liền kia thành Lý Tiểu Long đã chết rồi. Vô ảnh chân. Hãy coi tờ giấy bạc coi.
Wow, anh có thể làm một lần nữa không vậy? Còn tên nào nữa không vậy? Ờ, có. Anh nè. Bắt đầu từ ngày hôm nay đã hả? Đi chưa khác kiếm sống nha. Ông phải đi đâu bây giờ? Đi kiếm Lý Tự Lộc đi. Sư phụ. Ông chủ à, tôi bị trẹo cổ cho mượn mấy trăm mà chữa cái cổ được không hả? Ê, cuối tháng có lương trả lại mà, nha, được không hả? Cho mượn đỡ mấy trăm đồng bạc để mà trẹo cổ hả? Qua đây. Ây chà, anh đâu có cần đi cho bác sĩ vật lý điều trị, anh đã có sẵn đồ đeo cổ rồi. Luồn vào đây đi. Kéo lên cao. Xong rồi á. Bên này phải không hả? Được, cao lên một chút xíu đi. Một tiếng đồng hồ là hết ngay nha hả? 1, 2, 3. Được. Nè, ngồi đây nghe từ từ nha. Treo cỡ một tiếng đồng hồ là hết ngay, đỡ mấy trăm bạc. Anh là cái đồ rác. Tôi là đồ rác à? Tôi là nhân tài thì đúng hơn. Người như tôi về chỉ trong một phút là có người mướn liền. 6.000 một tháng, bác sĩ chịu luôn. Cái chuyện này ma nó làm. Còn nói là đi kiếm ma làm à? Với người anh như vậy, chỉ cần tôi mở cửa kêu lên một tiếng hả, thì việc làm lương tháng 6.000 đồng có thể nói ngồi không có chỗ ngồi. Anh thử nói con ma nào không chịu làm đâu hả? Vì mới nói xong là có việc liền. Có đây, có tôi đây. Ai đó? Ai vậy? Nè, lên một tháng 6.000 còn được ngồi ở công, tôi làm. Anh muốn kiếm việc à? Đúng vậy. Tôi là Lý Tiêu, còn gọi là thằng Tiêu. Tôi họ Hứa, xã trưởng. Chào ông. Mời vào trong ngồi một lát. Được. Nè, có thể làm biết được chứ. Mời vào trong đi. Có thấy ma chưa vậy? Mời ngồi đi. Hồi trước làm nghề gì vậy? Hồi lúc trước tôi có lái taxi, có làm người bán hàng. Gần đây mới đi về đánh võ thôi. Anh này ở trong này có chỗ nào trống không vậy? Ở đây để cho ký giả tuần báo đó mà. Ký giả tuần báo hả? Dễ dàng thôi, lấy đại marketing nội bộ của những người tài tử rồi đăng hình hấp dẫn lên. Không có cũng nói cho nhiều như vậy sẽ dễ kiếm ăn lắm mà. Mấy cái chuyện làm tuần báo thôi mà. Dễ kiếm tiền lắm. Anh muốn tiền lương bao nhiêu một tháng vậy hả? Tốt nhất là 17.000, nếu có thể ngồi không thì tốt. Nếu có thể ở không. Nè, ông đang làm gì vậy? Tôi muốn biết một người rơi xuống dưới cần thời gian là bao lâu. Ông muốn nhảy xuống lầu à? Không, tôi muốn liệm một người xuống lầu. Ai chứ đã? Ông chủ ở ngoài có 4 con cọp đang nhảy vô đó. Họ nói tuần báo kỳ này của mình đó không chè tới họ cho nên không đáng một đồng xu nào cả. Họ biểu mình giao người ra đó. Kỳ này ai giết vậy? Lại tôi ra đỡ nữa. Cái gì đại ca? Bài đó là do chính tôi viết đây. Ý của tôi muốn nói là bộ phim đó có giá trị nghệ thuật cao đến độ một người thông thường không thể nào hiểu nổi đâu. Tay nào mà giết á, thì đưa cái tay ra đây. Là cả hai bàn cái tay của tôi thay phiên nhau giết đó mà. Nè, để tôi nói cho. Quý vị anh em, có thể. Mày có tin là tôi dở cái văn phòng mày luôn không? Ý của tôi muốn nói là mình nên nói lý lẽ trước. Đưa tay ra đi. Không phải như vậy đâu, hãy nghe tôi giải thích đi. Nếu như văn trường á. Đưa cái tay này nè. Không phải đâu à. Có lúc tôi giết bằng tay trái mà. Đưa đây. Không. Có lúc, nhiều lúc tôi ngậm bằng cây miệng để giết như vậy. Cho nên bài giảng đó chính tôi viết. Bộ phim ấy không những khó coi mà còn có nội dung nữa. Là anh chê tụi tôi không đáng một đồng xu hay sao? Như vậy anh muốn bao nhiêu? Ít nhất là 4 ngôi sao. Cho anh một cái trước đã. Còn lại 3 cái quay lại đằng sau lấy đi. Còn không chịu đi, muốn tôi cho thêm trên mặt 4 con nữa. Mày giỏi thiệt. Từ từ đi, bye bye. Anh á, giỏi thật nha. Quá khen thôi. Anh tên là thằng Tiêu. Tiêu. Tính tình của anh á, rất thích hợp làm ký giả đó nha. Cảm ơn, nhưng mà tôi viết văn kém lắm. Làm ký giả đâu có cần văn hay, chỉ cần là võ công cao thôi. Đúng. Anh Tiêu à, hồi nãy anh muốn 17.000 một tháng có phải không hả? Đúng vậy, 17.000.
Nhưng mà tôi định đưa cho anh 7,000 trước. Sau đó 3 tháng dùng thử rồi mới nghiên cứu lại để coi 10,000 kia có được hay không. 3 tháng à? Nếu sau 3 tháng xã con dịp tiệm thì tôi phải làm sao? Ấy anh hai à, anh hãy coi cái khí phái của cái văn phòng này và coi cái tướng bộ của tôi đi. Coi có giống 3 tháng mới dịp tiệm hay không vậy? Giống chứ. Coi cách thiết kế của những trang bị tạp chí của ông kìa. À, rú khờ xuyên xí ABC. Thèm coi đâu, bà tổng thống cũ của Phi Lục Tân chết rồi cũng không có ai biết tới. Mấy ông Mỹ đen đó hả, người Hồng Kông đâu có biết nó là ai. Michael Jackson thì khác. Ây, và có lộn không đó, chụp hình của thiên dương nữ tài tử Phương Phương với con chó à. Trời đất ơi, ai mà thèm coi hả? Vậy chứ phải chụp chung với ai đây? Ây, ở Hồng Kông ai ai cũng biết hết mà. Tuần vừa rồi có đóng phim gặp ma đó. Ông chụp hình cổ với một con ma thật lớn hả? Thì hấp dẫn vô cùng. Ê, trên thế gian này làm gì có ma anh hai? Có ma hay không là tùy ý mình nói thôi, phải không? Ông chủ à, người của ngân hàng tới rồi đó. Ơ trời ơi, nè nè, ra ngoài giùm một lát đi. Ê, ông Hứa à. Chào ông Hứa. Chào ông Hứa. Ông Hứa à, văn phòng của ông 4 tháng rồi không đóng tiền nha. Tôi nghĩ là ngân hàng sẽ lấy lại đó nha. Dạ, tôi biết rồi. Nhưng mà tôi muốn... Anh cười trước để. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Ông Lương à, đây là phụ tá cao cấp nhất của tôi, anh Tiêu. Chào anh. Anh Tiêu à, tôi khỏi cần ông Tiêu ăn. Ăn đi mà. Thôi không phải làm việc nữa, cứ ăn đi. Ăn đi. Ê, sao ông ăn trưa kỳ quá vậy? Nhân viên của tôi thì ăn cơm hộp, còn tôi và phụ tá cao cấp thì ăn bánh mì. Tiết kiệm đồng nào hay đồng nấy, nếu không thì đâu có tiền đóng tiền nhà. Ông cũng ăn một miếng đi. Được hết sáu mà. Ông Hứa à, tôi đây cũng muốn giúp ông lắm đó. Nhưng mà ông cũng biết đó là tôi làm công cho người ta, còn có cấp trên của tôi nữa. Cho dù tôi có muốn giúp ông cũng khó lắm á. Ông Hứa à, tôi thật tình tiết kiệm tối đa rồi đó. Nào là nhịn ăn nhịn uống nè, đi tới đường cùng rồi à. Thậm chí lương thực cho cá ăn cũng không dám mua, chỉ còn lại có 2 hộp thôi à. Được rồi, hai anh em tụi bay mỗi thằng một hộp nha. Lúc này làm ăn rất khó cho nên tháng tới tôi định di chuyển. Ây da, mày là anh hai, tại sao mày dành ăn hết 2 hộp chứ hả? Ăn luôn phần của thằng em, không sợ thằng em bị đói hay sao? Thằng quý này thiệt. Ây, mấy cái con cá này hư lắm đó, biết hoàn cảnh khó khăn rồi mà còn không biết nhường nhịn nữa. Còn nhìn tôi nữa hả? Tao đánh mày chết bây giờ. Ây da, cá vàng nó đâu có biết nói chuyện đâu, đừng có đánh nó nữa. Đánh. Ý của tôi muốn ông cho tôi thêm một thời gian, một tháng hay là một tuần à, tội nghiệp quá. Ngày mai sẽ mua cho ăn nữa nha hả? Này, hùng một miếng. Tại anh mày xấu thôi. Được rồi, chỉ cho tôi một thời gian à. Đừng có nhìn tao nữa nha. Lúc có đồ ăn thì ăn nhiều, bây giờ không có đồ ăn thì ráng nhịn. Muốn ăn hết bánh mì của tao hay sao? Tao còn phải để dành lương thực tao ăn để tao làm chuyện nữa chứ. Tội nghiệp quá. Chú à, thế gì không có ai ăn được, lấy cá đi hấp luôn nha. Hấp à? Được, hấp đi, còn hơn là bị chết đói. Ê, sao mà tội chuyện này mới đi hấp đâu có được hả? Còn hơn là chúng tôi bị chết đói. Thôi mà. Tại sao mày tàn nhẫn quá vậy? Mày ăn hết em rồi. Cho tôi đi, chú đi. Ăn hết phần quen hơn đó. Thôi đừng mà. Nè, không được, ông không được, ông được hả? Để hấp nó đi. Thôi được rồi. Hai phần qua ra nè, tôi nhường cho một tháng nữa đó nha. Ông Lương à, cảm ơn ông nhiều nha. Ông thì là tốt với chúng tôi đó. Ông Hứa à, ông có lộn không vậy hả? Ở ngoài ai cũng đồn mới là Mai Phương Phương gặp ma trong cái lúc đóng phim. Vậy mà ông đăng tin có tham gia thi đua chó giỏi. Ai mà thèm tin ông chứ hả? Ây da, thiệt là đúng quá. Hôm nay tôi định đi chung với ảnh để mà có thể phỏng vấn Mai Phương Phương đó mà. Tôi nghe nói có ma thật đó. Giờ tôi nhân tiện chụp luôn hình cái con ma kìa. Bộ có ma thiệt là sao? Thiệt đó. Ông mua báo kỳ tới của tụi tôi đọc là biết ngay. Ai như vậy mới phải chứ hả? Ông Hứa. Cảm ơn ông Lương. Xin chào. Không biết tôi với anh ai là ma đây hả? Nè. Dạ. Áo da này là phải mặc bằng cái loại chống nước đó nha. TV thứ hai, cái này đó là phải để tuần tới mới giao tới được nha. Thiếu một đồng cũng không thể giao đâu đó. Biết rồi. Anh Thuận à. Hả? Mấy người đóng phim sắp về tới rồi đó nha. Gan thiệt hả? Anh hai à, họ làm như vậy sớm một cũng sẽ dụ hết mấy ông cảnh sát tới thôi. Mấy thằng này gan thiệt. Lần trước tôi giả ma hù tụi nó mà kỳ này nó còn dám tới đây nữa hả? Long à, tối nay mày nhát nó nha. Yeah. Wow, mặt ghê thiệt à.
Chị Phương à, có thể kể cho tôi nghe gặp ma như thế nào không? À dạ, rất là ghê gớm đó. Tuần vừa rồi lúc mà tôi đang đóng phim á, tự nhiên tôi thấy trong bụi xuất hiện một cái người tóc rất là dài, dài ghê lắm. Mới đầu tôi nhìn á, tôi không có biết là ai hết trơn á, nhưng mà nó mặc một cái áo dài màu trắng rất là dài. Còn nữa, nó không có chân nữa đâu đó. Không có chân à? Phải rồi, nói chung á là tôi sợ hết hồn vậy đó. Rất là ghê gớm. Còn nữa nha, mấy người trong làng này nói cho tôi biết á, hồi xưa có một người đàn bà bị người ta nhốt vào trong lồng heo, xong rồi á bà bị liệng xuống sông. Từ đó bắt đầu trong làng này xuất hiện một con ma dữ, ghê gớm ghê lắm, tôi mới dám nhắc tới nữa. Ây dạ, tôi sợ lắm, tôi đừng có nói nữa, đừng có nhắc tới nữa nha. Anh nè chị Phương à, chuyện gì vậy? À, con ma đó kìa, à, đúng là nó rồi. Ừ? Đúng là nó rồi. Ở đâu hả? À, kia kìa. Ê, đó chỉ là khói trắng thôi mà, làm lại đi nha. Làm lại đi, không có ma đâu. Nè, đi về. Ông chủ à, xong rồi. Tụi này ra xe đợi nha. Đi 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 đi. Ê. Tôi bị quà. Tôi bị quang. Dâm phụ, bỏ tôi vô trong lòng heo rồi đi chết thảm lắm kìa.
tôi chết thảm lắm mà. Tôi cũng chết thảm lắm. Tôi không thể chết thảm như vậy mà. Tôi không thể chết thảm như vậy mà. Tôi sẽ trở về với ông. Đừng có làm như vậy, tôi sẽ trở về với ông. Đừng có làm như vậy. Tôi không biết. Ông đừng có làm như vậy. Tôi không biết bơi. Tôi không biết bơi. Chủ ạ, chủ ạ. Bơi là cái gì vậy hả? Chủ ạ. Ông bơi cái gì vậy chứ hả? Tôi không biết bơi. Chủ, ông bơi cái gì vậy? Nè, ông chủ ạ. Chụp được hình, họ gặp ma vui lắm đó. Ông lên coi nha. Đúng vậy, lên coi đi. Không, tôi có gặp được một con nữ mà đó là người dâm phụ đó à. Bà bị bỏ vào lòng heo nè, tối nào cũng bơi ở đây hết à. Các người có gặp hay không? Tối nay cũng gặp ma hết, ngoại trừ hai người chúng tôi thôi. Bà nói là bà có dẫn tôi đi bơi đó, hai người có thấy hay không? Được. Nè, có gặp ma hay không nói cho ông chủ nghe đi. Nói đi. Trời đất ơi. Hay tức cười lắm á. Sao đó cái họ hai người sao đó bỏ chạy luôn. Họ gặp một cái hàng bự lắm. Bỏ nồi bạc. Ê, ông chủ. Được, tôi nghe. Alo. Được. Nè, ông chủ nói gì vậy? Ông nói là ông bệnh rồi, không có tới văn phòng làm việc. Nè, không phải là bị hưu bệnh chứ. Cũng có thể lắm. Tan sở rồi đi thăm ông nha. Không được đâu. Đừng có đi tới nhà ổng. Vợ của ổng ghiền cờ bạc lắm á. Bà lôi đánh bài đó. Nè, đừng có đánh bài với họ nha. Họ ăn chàng lắm đó. Đúng đó. Bà làm sao hả? Cũng để cho chồng bà được ăn không à? Đừng có chơi nha, chơi không có được đâu. Phải đó, năm ngoái á, bà còn gạt luôn tiền lì xì của tôi nữa. Tôi còn tội hơn nữa, tiền mua giày của tôi cũng bị bà nuốt luôn rồi đó. Thiệt lợi hại như vậy à? Lợi hại lắm. Được, tôi thử tài ổng bà mới được. Ngày mai sẽ đại hết mọi người ăn sáng. Mọi người có biết biệt hiệu của tôi là gì không? Là cái gì? Vua mèo hả? Là thần cơ bạc. Nè, tự nhiên ngồi đi nha. Được. Wow, nhiều báo cáo quá vậy. Bộ tập công phu hả? Đúng vậy. Cái kỳ trước ở trong văn phòng vẽ cái ngôi sao, làm sao tập được vậy? Là gạt người ta thôi. Nè, cũng như cái này đó. Thỉnh thoảng làm phép để kiếm ăn. Đúng rồi, tôi nói cho anh biết. Phải bí mật đó nha, bây giờ tôi đang tập một tuyệt chiêu. Nè, anh hãy qua bệnh đi. Nè, cao lên một chút, đừng cử động. Chiêu này gọi là chân vô hình. Một lát nữa tôi không có động tới cái chai này, nhưng mà tự động nó sẽ rớt xuống đất. Chiêu này Lý Tiểu Lâm hồi còn sống cứ tập hoài, nhưng tập chưa thành đã chết mất rồi. Quay kỹ nha. Tập hình như không có động đậy gì hết á. Tôi đã học hết 3 năm mà còn chưa thành, nhưng sớm mà cũng sẽ thành công thôi. Tới lúc đó quay trấn võ lâm đó nha. Nhưng mà người biết võ công cũng không thể kiếm được tiền. Lúc xưa tôi có lái qua taxi làm người bán hàng cũng không kiếm ra tiền. Muốn kiếm ra tiền thì phải nhờ cái môn này. Đây giờ đi. Sao hả? Dùng một ấn hình cộng thêm mắt kiếm chiếu sáng. Tôi học được từ trong cuốn Vua Cờ Bạc đó. Nè, tặng một cặp cho ông chủ, đánh giày giá, ngày mai sẽ có heo quay ăn sáng. Phát tài. Thì đương nhiên rồi. Không được đâu, không có cận thị đeo mắt kiến, bể mảnh đó. Ây da, sợ cái gì? Tôi còn có một cặp kính ẩn hình đây nè. Coi đây nè. Hồng Trung. Phát tài. Xong rồi. Sao bắt anh xanh lẹ vậy? Bột chiếu sáng ở trong bóng tối sẽ hiện ra màu xanh thôi. Bật đèn sáng lên sẽ không có thấy gì hết. Xí. Bà xã, sao nóng quá vậy? Dùng lửa hơi chân sẽ khử tà đó mà. Có lộn không đó? Bồ Tát phù hộ không phải cử cái gì hết.
Ông chủ, thế sao hả? À, bị cảm thôi, không có sao đâu. Nè, thuyền bị hư hết rồi à? Đã bị hư hết rồi, máy hình cũng hư luôn. Máy hình cũng bị hư luôn à? Trời ơi, chết rồi. Món trang bị sôi động đó, không dẹp tiệm cũng không được đâu. Nè nè nè, bây giờ đây tìm cách tính lại đi. Ngồi đi, họ tới rồi. À, cậu rồi à, sao cậu tốt quá vậy? Tôi dẫn đồng nghiệp tới đây thôi mà. Chào bà Hứa. Chào bà. Chào anh. Biết bà thích cho mã trượt cho nên cố tình tặng cho bà một bộ. À, bộ bài mới à? Ơi thiệt là tốt quá đi. Nè, có bài mới rồi đi nè. Dọn bài chơi đi, chơi bốn ván nha hả? Hay à, tôi còn bị cảm mà làm sao chơi bốn ván được chứ. Cái công tắc này nó hơi bị mát mà. Được chưa hả? Được rồi. Tôi đã nấu cháo rồi, một hồi có thể ăn được đó nha. Chém, chém, chém. Chính sảnh. Có chuyện có con đầm nha. Tôi đâu có tin. Phải đánh thử mới được. Chơi luôn. Chính sảnh chắc phải bao hết rồi đó nha. Sao mà đúng lúc quá vậy hả? Thêm. Thích đánh con đồng ra, đánh ra nữa đi. Muốn bao hả? Tôi đâu có chịu chứ. Ba dạ. Tới rồi. Mới hay chưa? Mỗi người đưa bằng nhau hết. Lên 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 lên. Bảy vạn. Tám đồng lẻ hồng. Tôi không tin ông ăn nhị đồng. Coi chừng đó nha, 12 chưa phải bao hết. Tới phiên cậu đó. Bài lớn thì còn được. Thiệt vậy sao? 6 đồng lấy không? Đụng thêm một lần nữa 4 đồng có lấy không vậy? Bộ liều mà ăn hay sao? Làm thêm con nữa đi. Làm người Trung Quốc phải dũng cảm. Biểu diễn cho xuất sắc nha. Đánh thêm một con nữa đi. Ra đi, 12 chương phải bao hết. 9 đồng. Hả? 2, 4, 6, 8. Đánh cho hết. Anh không tin là con số 9 sao? Không tin là con số 9 à? Còn 9 đây nè. Có tin chưa? Quá. Có tin chưa vậy? Tin chưa? Nè, ông chủ à, xin lỗi nha. Tôi đã tới trước ông rồi, coi đây nè. Đó. Đủ các con để ăn trọn hết. Tất cả là 256 đồng. Để tiền. Cậu biết đánh bài không đây? Cậu có biết đánh bài hay không vậy hả? Tôi đánh bài không có đành đâu. 268 là cậu đánh ra hết rồi á. Còn lấy con chín nữa hả? Chỉ là con chùi đuôi mà. Có lộn không đây? Bị cậu làm tức chết luôn rồi hả? Là bị cháy cầu chì nữa rồi. Cắm chung một ổ điện sớm muộn gì cũng bị điện giật chết thôi. Cắm chỗ nào ông còn chưa biết à? Để tôi coi cho. Bà biết à? Ngoài đánh bài ra bà biết được cái gì? Ê, để tôi coi cho. Đi ra ngoài cháy phiền quá. Bà mới biết sợ. Biết cặp mắt tại sao biến thành như vậy hả? Tôi đâu có biết. Mắt họ sáng lên như vậy, không lẽ bị ma nhập? Chắc là bị quỷ nhập đó hả? Hả? Có phải con ma ngày hôm qua nhập vào người của họ hay không? Không có đâu. Làm tiếp làm tiếp đi hả? Giả ma đi. Nước lạnh quá. Tôi không phải là dâm phụ. Tại sao mấy người bỏ tôi xuống dưới sao? Tôi muốn bơi. Nước lạnh quá.
Trả tiền mặt nghe chưa? Tiền mặt hả? Mau lên, mau lên. Đây đây. Bà sắp sửa tự mò được một con rắn. Nếu bà ăn được, bà sẽ bị chảy máu đầy mặt, nhà tan cửa nát, ăn nhân à. Không phải là rắn, tôi còn chưa ăn mà. Nếu như mà chưa thì đánh tiếp đi. Chung đề còn tướng công là 1024 đồng. Đưa ra mau, tất cả phải đếm cho kỹ đó nha ông à. Chào ông chủ. Chào ông chủ. Ông chủ. Ông chủ. Chào ông chủ. Nè, hai người bước qua thao lửa mới vô nha. Alo. Ồ, ông Lương chủ nhiệm à, có khỏe không? Mấy con cá vàng nó có chịu nghe lời ông không vậy? Tôi hiểu. Tôi hiểu rồi. Ông cho tôi thời gian 2 tuần nữa thôi nha hả? Nè 14 tay nha ha. 14 tay tôi sẵn sàng đưa chi phiếu cho ông ha. Nếu không có việc thì tức lại nha, thế nào hả? Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Lương chủ nhiệm nha. Thế nào có ngày tôi cũng luyện thành mà. Đến đây đi, ở đâu mà đã. Dạ. Ông chủ, có chuyện gì? Nè, các người nghe chưa? 14 tay ông Lương chủ nhiệm sẽ đến lấy nhà lại. Quảng cáo của cô Hà sẽ không cho mình nữa đâu. Mình đã hết tiền quảng cáo rồi. Mấy tấm hình thì cũng phim giả làm mà. Đã ước hết trơn hết trọi rồi. Làm gì có hình bìa mà lên báo nữa. Nếu trong vòng 2 tuần mà chưa có bày được kế hoạch thu hút độc giả được thì văn phòng của chúng ta đóng cửa. Nhưng mà ở đây có 2 người. Một là có thể tiếp tục đá, và một có thể làm biến. Vậy thì cứ tiếp tục làm biến và đá đi. Ông chủ à, tin tức sôi nổi nhất ở trong tuần này là cô tài tử Thuần Tình Sang Sang đính hôn với con trai của vua Chào Báu. Phong bìa đó ai cũng biết cả rồi. Nhưng mà tôi nhận được tin nói là có sửa ngược. Thường xuyên đi tới thẩm mỹ viện Helen. Với tin tức này à, nếu mình có thể chụp được hình của cổ sửa ngược giả, mình phát tài là cái chắc. Phải đó, tòa buổi này người ta sửa ngược nhiều lắm đó. Đợi một lát nha. Thằng Bình đâu? Yêu cầu tiêu rồi. Làm cái gì vậy? Đâu có đâu. Chính là cái này đó. Đơn giản lắm. Chụp vô rồi bơm vô cái nó lên. Thấy chưa? Đúng rồi, đừng có giỡn nữa. Nè, chúng ta hãy quyết định đi mỹ viện để điều tra. Nếu như biết chắc cổ sửa ngực thì mình lấy đó làm chủ đề, gọi là thùng tình thục nữ sửa ngực để nổi vé cơm trường kỳ đó. Như vậy thì chúng ta có thể phát tài rồi. Làm cái gì đó hả? Kéo ra đi. Anh Rùi à, tại sao lấy đồ trong hộp tủ của tôi vậy? Lấy cái gì? Tự hỏi anh đó. Có lấy hay không? Tôi đâu có lấy đâu. Quay lại cho người ta coi đi. Trả lại cho tôi. Được rồi. Quyết định về đi nha. Chúng ta hãy tới mỹ viện Helen để điều tra, canh ngay tại đó. Thấy cổ tới đó rồi thì chúng ta làm bộ sửa sắc đẹp. Anh tìm cơ hội chụp hình giải phẫu của cổ. Nếu như anh chụp hình rồi thì tựa đề cho tuần báo kỳ tới của chúng ta sẽ mang một nhãn hiệu đặc biệt. Nhãn hiệu đó sẽ là tài tử thuần tình tu sửa trước khi lấy chồng. Như vậy được rồi chứ? Làm mặt xong rồi nhớ gọi anh nha. Anh cơ tài sẽ tới đón em. Nè, em khỏi cần đi thăm má của em nữa. Bà già rồi, bệnh hoài không có hết đâu.
Nè, buổi dạy vũ tối nay là do anh làm chủ tọa đó. Nhớ tới đúng giờ nha, đừng có làm anh mất mặt. Nhớ nha. Được rồi, bye bye. Chào cô. Tôi có thể giúp gì cho ông không? Tôi muốn gặp ông bác sĩ Bàn. Có hàng trước không? Không có. Ờ, xin lỗi nha, bác sĩ Bàn bận lắm, phải hàng trước 3 tháng. Ờ, ông chủ tôi vì vấn đề chính trị cần phải xin sắc đẹp gấp đó. Làm phiền cô nói lại với bác sĩ Bàn một tiếng nha. Ờ, ông đợi một chút nha. Bác sĩ Bàn à, có trường hợp đặc biệt. Ờ, xin lỗi nha, bác sĩ nói là bất cứ trường hợp đặc biệt nào cũng phải hàng trước 3 tháng. Ờ, nếu dưới tình hình như vậy thì sao hả? Alo, bác sĩ nói với tình hình này có thể vô liền. Được. Bác sĩ à, mắt của tôi làm được một nửa rồi đó. Ê, được tôi nè, được ông mà. Chưa có làm xong cho tôi mà. Anh xin mời vào ạ. À, mời vào. Tôi chúc mừng cho hai vị đó nha. Mấy vị đã kiếm được người thích đáng nhất rồi đó. Chỉ có tôi là người thích đáng nhất thôi. Bác sĩ à, nhà cậu ở đâu vậy? À, ra cửa trước quẹo phải. Nè, ông muốn sửa thành ai hả? Muốn sửa đẹp trai một chút. À, có chuyện gì vậy? À, không có gì, ông chủ của tôi cần chiếu karaoke nhưng mà chưa kiếm được nữ vai chính, không biết là cô có hứng thú hay không. Không được, mặt của tôi hơi mập đó. Tôi có thể điều chỉnh lại trên màn ảnh mà, hay là cho tôi coi thử nha. À, nhìn vào cái màn ảnh đằng trước đó. À, trong số mấy người đẹp trai này, ông lựa cặp nào hả? Vua mèo, cặp mắt của ông là tình cảm nhất đó nha. Robert, thành thật nhất đó. Ê, Stallone. Hay đó, bây giờ chọn mũi nha. Độc Hành Hiệp. Thành Long. Ê, Thành Long, à, tôi thích Thành Long. Bộ thích luôn mũi bự à? Dạ, tôi có hình của ảnh mà. Bây giờ lựa cái miệng nha. James Bond nè, Warren Beatty nè. Tom Cruise. Ồ, người này tốt quá nha. Bây giờ tới cái cầm nha. Được. Ê, bây giờ coi cái kiểu tóc nha. Coi đi. À hả, Lý Tiểu Long đó. Người đó được không? Cái kiểu này hợp với tôi lắm đó nha. Giống lắm đây. Hợp với ông lắm á, cái kiểu đó là hợp với ông lắm đó nha. Nè, động tác chậm chậm, từ từ nha. Vậy không? Đúng rồi. Ê, nhưng mà không có được cười nha. Như vậy. Bây giờ tôi dùng cách quá trang nhanh nhất đó để cho ông dễ coi kiểu hả? Hả? Đẹp quá, đúng rồi. Lắc nữa đi. Rất đẹp. Lắc nữa đi. Đúng rồi. Xin lỗi nha. Chút nữa nói chuyện với anh sao nha. Đúng rồi. Lắc nữa đi. Bây giờ cái mặt của ông đó đã tập trung tất cả những cái nét đẹp của mấy chàng trai rồi đó. Không có ai nhận ra ông nữa đâu. Ông ấy tự coi đi nha. Cái cầm của Michael Jackson rất là đẹp đó. I am bad. Nhưng mà tới thật nhất là cái kiểu tóc Superman đó hả? Cằm của Michael, mũi của Thành Lộc. Anh sẽ đánh tôi đó chết chắc. Tôi có thể ra ngoài cho mấy cô coi thử hay không vậy? Đương nhiên là được. Bác sĩ à, hình như không có hiệu quả chút nào. Vậy sao? Bác sĩ à, tôi tuy là người chạy trốn, nhưng mà tôi cũng coi như là một người trong giới chính trị nhà này. Tôi có thể hóa trang thành một khuôn mặt có ngoại quyền có được không? Không thành vấn đề đâu, bây giờ mình lựa lại cặp mắt quyền quyền nha. Bây giờ mình kiếm một cặp mắt nào mà quái phong lẫm liệt hả? Reagan.
À, Đặng Tiểu Bình, bây giờ mình coi tới cái phần trán nha. Wallace. Ồ, tôi thích ngực của đẹp biến đó. À, Goba Chop. Còn Lý Đăng Quy thì sao? À, tôi thích ổng. Nhật Bổn Thiên Quảng. Cái này có quay phong hay không vậy? Ờ, quay lắm. Bây giờ tới cái cằm nha. Mau Trần Đông. Mình quá trang lại cái mẫu khác đi. Hả? Bây giờ ông hãy soi gương coi là mình có quyền quy chưa hả? Càng của Mao Chủ tịch thật là hay. Mao Chủ tịch, nhân dân Trung Quốc đã đứng lên rồi. Cái mũi giống y Lý Tổng thống à hả? Hả? Giống Lý Tổng thống? Thống nhất hai nước ở bên bờ là điều không thể tránh khỏi được. Đặng Tiểu Bình đó là chậm chủ nhất đó nha. Mặc kệ đó là mèo đen hay là mèo trắng, mèo nào bắt được chuột thì là mèo tốt. Giảng Tuê, Giảng Tuê. Người mà đi chung với ông đi chụp hình khắp chỗ, và tiền này cũng là tiền giả đấy nha. À, bác sĩ à, tôi nghĩ ngoài thôi nha. Tôi là người chạy trốn, nếu tôi giả trang thành con gái có lẽ sẽ được tiện hơn đó, có phải không? À, dễ thôi mà, giờ ông nằm xuống trước đi hả? Ờ, vậy tôi có cần ra ngoài lừa hình lại không? Không có cần đâu. Các người làm gì vậy? Đi mà. Ai làm cái gì vậy? Trời, mà nhóm cái điện thoại này không hả? Đau, nhột. Nè, sự sắp đầy cái kỳ gì hả? Bụi chiếc keo sao? Nè, buông tay ra. Buông tay ra đi. Nè, muốn người làm gì kỳ vậy? Buông tay ra. Giáo sư qua đây đi. Ờ. Cậu có thể trở về mà đánh võ tiếp đi. Vì văn phòng này sắp sửa đóng cửa rồi. Cụ ta đi làm mặt chứ không phải đi sửa ngực, có nghĩa là mình không có bìa nữa. Vậy thì phải làm sao đây hả? Hãy mau tìm cách đi. Nhưng mà người ta là nữ tài tử thần tình, không dễ bắt lỗi đâu. Không có lý nào không có, nhất định là phải có thôi à. Đúng rồi, kêu bà Tám Diêu vô đây cho tôi. Sao vậy? Giờ chỗ xấu của người đàn bà nhất định người đàn bà mới biết được chứ. Hãy mau kêu bà vô đây. Dạ. Chị gì ạ? Mọi người ở Hồng Kông này á đều nói cô San San là một cô gái thuần tình, thánh nữ và trình đức. Ý kiến cô thế nào? Ây da, mấy ông nói thôi. Cổ đó hả, tuần nào cũng đi nhà thờ đó mà. Ê, đi nhà thờ đó mới thiệt là thuần tính đó nha. Có phải tới nhà thờ mỗi tuần để mà cáo cãi rồi mới thấy yên tâm chứ, phải không hả? Đi cáo cãi có gì là không ổn chứ. Ây da, cáo cãi có nghĩa là nói hết tội lỗi và điều xấu của mình cho ông già biết đó. Không có lỗi thì cần gì phải đi cáo cãi chứ. Đúng. Coi giỏi thiệt, thấy chưa hả? Dạ, tôi nói luôn cho mấy người biết nha. Thằng nhóc kia không phải người tốt đâu nha, đừng tin nó à. Đi. Bây giờ chúng ta mới hiểu rồi. Đi nhà thờ có nghĩa là có cái chuyện xấu phải khai. Nếu mình nghe lén được cuộc cáo cãi thì sẽ biết được nhiều tin tức rồi. Tôi đã nghĩ ra kế rồi. Thuần tình nữ tài tử tự khai ra chuyện xấu trước khi đi lấy chồng. Chuyện này mình sẽ bắn đắt rồi. Tiêu à, mình quyết định đi tới nhà thờ nghe lén cổ nói. Thưa cha, chuyện gì vậy? Tôi đến sửa trước nhà thờ rồi, không biết có phải nổi bệnh tim nữa hay không. Tôi muốn cha đi cầu nguyện. Có gọi xe tới chưa hả? Tôi đã kêu rồi, chắc là tới rồi đó. Và chính là nó đây nè. Xin ông cha hãy ban phước cho phép tội nhân được xin tội. Nomine patris filii spiritus. Thưa cha, con có một chuyện muốn hỏi cha. Nói đi. Con tính làm đám cưới với một người đàn ông, nhưng mà con chưa biết là có thương ảnh hay không. Như vậy có phải là tội hay không? Vậy người ấy không phải là đối tượng lý tưởng của cô rồi.
Vậy đối tượng lý tưởng của cô là người như thế nào? Có phải là một người giàu có hay không? Không hẳn là như vậy. Có phải là một người cao lớn đẹp trai hay không? Dạ. Nhưng người đó cao được 5 thước 10 phân, biết võ công, không biết có thích hợp với cô hay không vậy? Tại sao cho lại hỏi kỳ cục quá vậy? Không có gì, chỉ thử lòng cô thôi. Vậy có phải cô có người yêu khác hay không? Không có. Không có à? Phải thành thật khai với Chúa đó nha. Thật là không có mà. Không có, như vậy là cô không có tình cảm thật với ảnh rồi. Anh đã bỏ ra rất là nhiều tiền cho con đó. Cậu ta đã mua cho cô xe, nhà và hột xoàn mà sao hả? Từ nhỏ con đã bị mất cha. Mẹ của con bị bệnh thận, cần phải thay thận. Em trai của con thì bị bệnh chậm trí. Ồ, thì ra em trai của con là thằng khờ. Một mình con không có đủ khả năng để lo cho họ. Từ ngày con quen với Robert, anh đã cho má con tiền để đi bác sĩ và đưa em trai của con đi qua Mỹ để học trường đặc biệt. Con đã nợ anh nhiều quá rồi, cho nên con phải lấy ảnh. Má của con phải nằm bệnh viện suốt, thật là tội quá vậy. Con cần tôi giúp con hả? À, không sao đâu. Thật ra con thành thật như vậy, Thiên Chúa nhất định sẽ tha cho con thôi. Làm người cần nhất là thành thật chuyện gì cũng sẽ xong thôi. Cô à, ở trong nhà thờ có chuyện, cô hãy về nhà trước đi nha. Con chưa có ăn năn tội xong mà. Cô đọc 3 lần kinh Thiên Chúa, 10 lần kinh Thánh Mẫu là được rồi. Con còn có tội gì nữa hay không, con hãy khai hết trước khi con đi lấy chồng nha. Chúa nhất định sẽ ban phước cho con đó. Tôi không muốn là đám cưới đâu. Sao giọng nói của con khác rồi? Có phải bị đau cổ họng hay không? Không phải, vì ông mà tức chết thôi. Cầu Chúa ban phước để cho tội nhân cáo cải. Tôi có thể ban phước cho cậu, nhưng mà những người ở bên kia họ sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Đi. Ra đây. Đúng tôi hết rồi hả? Nghiêm trọng gì vậy? Sao nó làm chuyện gì hả? Hy vọng cái thằng quỷ đó nó không hiếp dâm người ta. Bước ra đi. Ra đây mau. Ra đi. Nó kỳ này có phải ít tiền đâu. Lãnh nó bao nhiêu tiền vậy? Ngân hàng mấy giờ đóng cửa vậy? Một phút nữa thôi. Đi lấy tiền lẻ lên. Chúng ta có thể khẳng định một chuyện. Sang lấy Robert không phải là vì thương hắn, chỉ bởi vì là hắn lo cho người mẹ và người em chậm trí của cổ thôi. Làm cái gì mà mừng dữ vậy? Tôi nghĩ là mình sẽ có tin tức lớn. Tôi nói cho anh biết rồi, tài tử lấy người giàu là vì tiền của người ta. Có ai mà thèm coi mấy cái tin tức đó chứ? Nếu không phải vậy, cổ đó cũng không có người yêu. Dễ tình quá đi. Nè, có cách rồi. Nếu cổ không có người yêu, mình phải tạo cho cổ có một người yêu. Và chúng ta đưa ra một đề tài là tài tử thường tình á, lén hẹn người tình trước khi đi lấy chồng. Như vậy là đủ rồi. Không có, cũng bịa ra, bộ không sợ sao? Nè, đừng có ăn nữa. Ăn lương tâm cho nhiều đi. Đi đâu kiếm người tình chứ? Hồi đó ở đâu mình kiếm được con ma? Vậy kiếm ai làm người tình đây? Cậu muốn tìm người tình à? Soi gương cậu cái đi. Ông coi ông kìa. Biết trước rồi, có khuôn mặt đẹp trai thì phải chịu thiệt thòi. Hơn nữa tôi còn có võ công cao như vậy. Nè, võ sư à. À, qua đây. Sao rồi? Võ sư à, ngày mai bắt đầu giúp tôi nha. Cậu phải tìm cách làm người tình của cổ để mình có dịp chụp tấm hình thân mật của hai người. Như vậy thì tạp chí của mình mới cứu được. Tôi sẽ cố gắng hết mình. Cảm ơn. Cẩn thận. Cô Trương à, cô thật là quá tốt hả? Thường xuyên tới đây thăm tuổi nhỏ mà còn mang nhiều quà tới đây cho họ nữa. Mấy em ngoan quá. Nhìn đi từ nhỏ tôi rất là vui. Sau này lấy chồng cô phải sanh được mấy đứa đó nha. Bye bye chị. Chào chị. Nè đi qua đây. Dạ. Trời đất ơi, cặp kiến của tôi đâu rồi? Ở đây nè. Ở đây nè.
Cảm ơn cô nhiều nha. Xin lỗi nha, bởi vì tôi không có nhìn thấy ông nữa. Cô đừng có nói như vậy, là ông mù này lẩm cẩm thôi, không có nhìn thấy được cô. Chân của ông làm sao vậy? Chỉ bị chặt một chút thôi. Ông sống ở đâu vậy? Tôi ở Điền Tâm thôn. Để tôi đưa ông về nhà nha. Không cần, không cần đâu. Cầm lấy đi. Đi. Cảm ơn, cảm ơn nha. Bỏ cho người ta hả? Phải rồi, tôi còn làm rờ cốt cho người ta nữa. Dẫn thử cho tôi nha. Hãy đưa tay ra đi. Cô mới về đính hôn với một người. Wow, sao mà ông bói đúng quá vậy? Thật ra là tôi ra được nhận đính hôn của cô thôi. Đa số thầy bói gạt người ta cũng là như vậy. Chỉ có tôi mới nói thật thôi. Cô đưa tránh tôi ra tôi coi. Cô đã bị mất cha từ nhỏ. Mẹ của cô bị bệnh kinh niên. Có một thằng em trai, nhưng mà cậu bị bệnh tâm thần. Phải. Cô sắp lấy chồng. Trong lòng của cô rất là mâu thuẫn, không biết phải làm sao, có đúng hay không? Phải. Nhưng mà may này... May này thế nào? May này... Thế nào hả? May này... Tới nhà rồi, tới rồi. Cô có nhìn thấy cái sạp bán lòng bò ở đằng trước không? Mỗi lần mà tôi về tới nhà đó, tôi đều ngửi được cái mùi thơm của lòng bò hết. Tôi đợi ông nha. Cảm ơn, cảm ơn. Nè ông à, ông vẫn chưa nói cho em biết tương lai của em như thế nào đó. Nếu mà cô có rảnh tôi mời lên nhà để mà nói chuyện tiếp nha. Được rồi. Chú Quỳnh à, chú ở đây đợi tôi nha. Tự nhiên ngồi nha. Ba. Không phải là ba, là cô Trương. Ba. Xin lỗi nha, anh con tôi bị bệnh tâm thần. Xin chào. Sao không chào cô Trương đi? Ba. Không phải là má, má ở bển kìa. Từ ngày cha của tôi mất, má của tôi ngồi liệt ở đó suốt hơn 30 năm rồi. Tại sao má của anh không có nói chuyện vậy? Bà khóc tới mất tiếng luôn rồi. Thật là không ngờ có người còn tội nghiệp hơn tôi nữa. Xin mời cô Trương ngồi đi. Tiếp đãi thiếu chu đáo, xin cô Trương thông cảm cho nha. Thật ra tôi cũng như cô vậy đó, có thể hoàn toàn hy sinh cho gia đình của mình. Làm cái gì vậy? Tại sao cái bụng của má anh đưa lên đưa xuống vậy? Bà đói bụng rồi. Bây giờ là mấy giờ rồi? 2 giờ. Giờ bú sữa. Má, bú sữa đi. Tại sao đánh tôi vậy? Em muốn ăn cháo à. Cô Trương à, cô bếp lấy cháo cho nó ăn đi. Để tôi vô trọng lấy cháo cho anh ăn nha. Nè, hồi nãy hình như chưa có thân mật lắm. Tiếp tục diễn nha. Nóng lắm, cẩn thận nha. Cảm ơn nha. Nè, cầm lấy đi. Cẩn thận. Từ từ ăn nha. Từ từ nha. Tại sao chân của anh đưa tới đưa lui vậy? Là anh muốn đi tiểu. Cứ mỗi lần anh muốn đi tiểu thì anh đưa cái chân lên xuống giống như là con chó vậy. Muốn đi tiểu à? Vô nhà cầu đi. Tôi mới đi cầu nha. Hùng tôi một miếng đây. Hùng tôi đi, hùng một miếng. Làm gì vậy, đi vô trong đi. Con cũng phải hút nó một miếng đi à. Nếu không tôi không có đi tiểu đâu à. Hút một miếng đi chứ. Nếu không ai tôi không thèm đi tiểu đâu đó nha. Đi vô nhà cậu đi tiểu đi mà. Đi tiểu à? Tôi không chịu đi tiểu đâu à. Nếu không hôn tôi không chịu đi tiểu đâu à. Tôi đi ra ngoài không được nha. Không được, không được. Nè, vô nhà cậu đi tiểu đi mà. Không có được. Tôi đi tiểu đi ra ngoài đường nè. Nè, đừng có làm bậy đó nha, đi ra ngoài đường.
Nè, hông, anh một miếng đi, tôi mới chịu đi tiểu đó. Cho nên không à, không có được. Tôi vô tủ lạnh tôi tiểu à. Xuống đây, xuống đây. Tôi là hông đi chứ. Xuống đây đi mẹ. Trong tủ lạnh nè. Xuống đây đi. Trong tủ lạnh đó. Không chịu hông anh. Tôi tiểu trên mình má nè. Tôi tiểu trên mình má nè. Tôi mà. Thiệt là bậy bạ. Tôi muốn đi tiểu à. Tôi muốn đi tiểu à. Tôi muốn đi tiểu à. Thiệt là bậy bạ quá. Tôi muốn đi tiểu à. Tôi muốn đi tiểu à. Bác à, bác không có sao chứ? Tôi phải đi tiểu rồi đó nha. Thật là ngại quá. Không có sao cả. Tại sao có nhiều bao cát quá vậy? Má của tôi dùng để làm vật lý điều trị. Lại có nhiều quá tạ quá. Má của tôi bị đau khớp xương, dùng để mà tập thể dục. Trong nhà của anh có người đánh bài à? Tôi... Anh... Không phải, là anh của tôi. Là anh của anh à? Không phải, là cha của anh tôi. Hồi còn sống, ông là một ảo thuật gia đó. Đó là bộ bài ảo thuật. Tôi có cả một bộ đồ nghề nữa. Cô có muốn coi thử hay là không? Được. Vô đây, vô đây. Cô có thấy một đôi kiến ở trên bàn hay không? Có. Đeo vô đi. Hay lắm đó. Tôi học được từ chỗ thằng cờ bạc. Con này là gì? Hồng Trung. Con này. Tây. Để tụi mình tôi lấy nha. Được. Con trắng. Wow. Một đồng. Wow, sao hay quá vậy? Thêm một con nữa nha. Một dạng. Wow. Tôi muốn chơi nữa. Tôi muốn chơi à. Hay quá. Hay quá. Học được thằng cờ bạc phải không ạ? Không phải. Ba dạng. Hay quá. Thấy hết rồi đây nè. Các người thiệt là thông minh đó nha. Hay thiệt à. Chính đồng hả? Hay quá. Tôi muốn đánh đít một đánh cái gì chứ? Đánh đít của em một cái đó. Thôi mà. Đánh một cái thôi nha. Được rồi. Đánh nhẹ chút nha. Nhẹ thôi. Đánh nhẹ thôi. Tôi muốn đánh bài. Tay nào đánh bài đâu? Thằng cầu bạc đánh bài hả? Tay nào đánh bài đâu? Đưa tôi coi coi. Tay nào? Tay này đúng không hả? Tôi thích đánh bài mà học trượt đó. Được rồi, để tôi chơi danh nha. Mặc trượt, tôi thích đánh bài. Để tôi chơi danh. Bây giờ tôi thích chơi ba xe. Chút xíu nữa nè. Cảm tạ nha ha. Hôm nay chơi vui quá ha. Anh nè, hãy cảm ơn cô Trương đi. Cảm ơn má nha. Đi. Bye bye. Bye bye. Má của tôi được vui như vậy, thật là cảm ơn cô nha. Tôi cũng thấy vui lắm. Tôi về trước nha. Anh qua đi đã. Tôi muốn trao phần quà này cho má của anh đó. Nè, anh cầm lấy đi nha. Nếu như mà anh mang tới mấy cái tiệm đồng hồ để bán với giá rẻ, thì chắc chắn là họ sẽ mua được hơn 100.000 đó. Sau đó anh có thể nhờ bác sĩ chuyên khoa chữa bệnh cho má của anh và đưa anh hai của anh vô trường học đặc biệt. Thì phải, nhưng mà... Cô à, ông Lý nổi giận lên rồi đó. Điện thoại của cô. Được rồi mà. Thôi đi. Anh Tiêu à, anh còn chưa nói cho em biết tương lai của em thế nào đó. Thầy bói rờ cốt chỉ có biết được chuyện quá khứ thôi. Tương lai phải do tự bản thân của cô tạo lấy. Để đứng hay là đứng ngang hay hơn đây vậy? Ngày hôm nay cô đến hồn ngày mai mình sẽ đăng lên. Tựa đề này là số 1 rồi đó. Tựa đề lớn là thuyền tình nữ tài tử lén hẹn hò với người tình. Đi này nè, dinh dịp cho tôi gọi ông luôn nha anh.
Alo, có ông Lưu ở đó hay không vậy? Dạ có. À, từ nhỏ tới lớn tới giờ chiều nay có hẹn mấy không hả? 4 giờ được không? Phải rồi, chiều nay 4 giờ đúng kịp đâu. Vậy còn rất là nghĩa khí nữa. Nếu mà đăng tấm hình này ra sẽ hại được có cổ đó nha. Vậy đến sao ạ? Anh tính làm sao? Phim nè. Nè, mình sẽ bị đuổi việc đó. Không có sao đâu, cùng lắm đi theo anh làm vô cờ bạc thôi. Đi lẹ lên. Nè, đêm nay ông Lưu đợi mình tới khuya đấy nha. Tấm hình này phải để hình đâu rồi? À, anh Tiêu nói trả của sàn. Tại sao phải trả lại? Thiệt ra cổ thường tính như vậy sẽ có tương lai tốt mà. Nếu mà mình đăng hình của cổ ra hại cái đời của cổ đó. Ông nói có đúng không? Cậu có ăn cơm hay không vậy? Mất đi trang bị hình đó, mình phải đóng cửa luôn. Đến đây đi. À, coi cái này thử coi nha hả? À, xin chào. Anh Duyên à, tới trễ quá vậy. Hát đi. Hát gì hát ai mà sợ. Đứng lên! Dậy à? Đứng lên! Cởi áo tôi đi! Thay đồ lấy tôi đi! Cảm ơn nha. Dạ. Mời ông ký tên. Để đi. Ký tên nha. Vui quá ha. Chào. Chào ông. Dạ. Thủ đi bà. Bên này đi á. Tại sao chủ nhân lại trốn ở đây vậy? Tôi cảm thấy mệt thôi. Là anh à? Đúng vậy. Anh cho cô nè. Tôi không phải là người mù. Lúc trước tôi gạt cô thôi. Tôi là ký giả của tuần báo. Lúc đầu tôi định đăng cái hình này lên trang bìa. Bây giờ tôi quyết định không có đăng nữa. Cô hãy đem tất cả những cái này đi đốt đi nha. Tại sao anh không đem đốt đi? Tôi tới đây với mục đích là muốn nói rõ cho cô biết. Nè, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Chúc cô thật vui vẻ, sanh nhiều con ngoan. Bye bye. Tấm hình, anh hai của anh lấy mất rồi. Ở đâu? Ở đằng kia kìa. Mở tiệc đi, cái này đó còn mất rồi. Dạ được. Đi. Tự nhiên nha. Dạ. Ủa giáo sư, đừng có nghĩ đâu. Các vị không phải sợ đâu. Chúng tôi chỉ muốn lấy tiền thôi, không phải là muốn giết người đâu. Đứng dậy đi, nhưng mà phải đưa tay lên nha. Còn chạy à? Đứng đi. Đứng dậy đi. Tụi vô tương lai, tụi có lên sân khấu đi. Còn mấy người kia đứng qua một bên. Đứng qua một bên. Xin lỗi nha, tụi tôi đến vậy. Không sao, buổi tiệc mới bắt đầu thôi mà. Tự nhiên đứng qua một bên luôn. Đi qua một bên. Mời các vị lên đây. Mỗi người cầm lấy một cái dĩa. Đặt hết đồ quý giá của mình lên trên dĩa. Sau đó tiền mặt để ở đây. Đồng hồ bằng vàng thì để ở đây. Chi phiếu để ở đây. Dây chuyền để ở đây. Nhẫn để ở đây. Còn quẹt ra với lại chiếc vàng cả bỏ ở trong này hết. Chết rồi. Mọi người nghe đây. Nếu mà ai cố tình giấu vàng giấu bạc, mà nếu chúng tôi đã biết được thì bắt đầu.
Lại đây, lại đây, lại đây nghe không ạ? Túc bị cướp rồi đó. Hãy chụp hình cho thật nhiều nha. Mình đang lên báo. Lại đây. Có nội dung mà chuyện đã hết này rồi. Chắc chắn như vậy nhé. Nhưng mà tôi nhúc nhích không được nữa rồi. Chỉ cần lại đây thôi chứ có gì đâu ạ? Tôi giúp một tay mà. Họ đó. Không được đâu, không được đâu. Lại đi, lại đi, lại lên. Đừng sợ, đừng sợ. Lại đây, lại đây, lại đây. Tôi bỏ vô đi. Bà nè, không có gì nữa. Bỏ vô trong đó. Dạ. Bỏ vô. Mau đi, mau đi. Nè, nè, nè. Đi lên, lên gì đó. Bỏ vô. Hả? Nhàn bạc gì tất cả, bỏ vô. Thôi có gì mà. Chết rồi. Nói nha. Đi. Hello, tôi đây. Anh Thuận hả? Em là Stella nè. Stella? Hả? Mình đi uống rượu nha. Uống rượu? Anh làm cái gì chứ? Anh không có rảnh đâu. Anh gọi em sau nha. Nè, bỏ đi. Nè. Trời. Hả? Nè, đi mau. Đi. Quả bên kia. Ê, lại lên. Cái này của ai hả? Hả? Tiền khai giả đây hả? Cái mặt cho mày đeo đồ giả hả? Trên đường thì bị đẩy ra rồi. Phạt ăn một con tôm đi. Ăn thì ăn chứ. Ăn luôn cái vỏ. Ăn một vỏ hả? Ăn nha. Lại lên. Cậu thiếu gia. Đâu có gì đâu. Bây giờ tới phiên cậu hả? Dạ. Tôi nghe nói cậu có một tiệm châu báu dưới lầu phải không? Dốt quá. Dạ. Anh ơi, mày đi xuống dưới tiệm châu báu á, lấy hết mấy cái món vàng thiệt ra đây cho tao nghe chưa? Đừng sao 10 phút mà nếu mà mày không lên đó. Nè anh hai, tao sẽ thủ tiêu vợ của ổng luôn. Anh hai, đi, đừng mà. Chẳng lẽ ổng vì tiền mà bỏ vợ hay sao? Anh hai à, đừng có như vậy mà. Đừng có mạo hiểm nữa, ở dưới lầu không có hàng nhiều đâu. Thì dùng điện thoại liên lạc đi. Sư phụ, sư phụ ta. Giờ thì tôi cứ tưởng con trai tôi như vậy chứ. Con à, tôi đi cho họ đi con. Đi, đi. Lo gì hả? Trời ơi, sao hả? Sao mặt mày nhăn nhó cái gì? Hả? Chỉ có 10 phút nữa thôi mà. 10 phút nữa người của tôi trở về là có thể giải tán rồi hả? Đừng có lo. Các vị không có nên hồi hộp như vậy mà. Bây giờ tôi sẽ hát cho quý vị nghe một bài nha. Chơi hư con gái là bài mà tôi thích nghe nhất đó nha. Bây giờ tôi hát cho quý vị nghe hả? Nghe cho thoải mái nha. Nghe tự nhiên đi. Nè, chụp đi. Chụp đi mà. Why, why, tell me why. Chụp đi, chụp đi. Chụp đi rồi. Mày đi đây, bia châu mía. Chụp đi. Ngưng lại. Hai thằng kia. Lên đây. Anh đó, anh đó. Anh đó mà. Hai thằng mày đó. Tôi. Còn thằng Hùng đâu? Mày cũng lên đi luôn. Đại ca. Sao hả? Tụi bay lén lén lúc lúc. Làm cái gì đó hả? Hồi nãy anh bị giật gân. Tôi đỡ cho anh một chút thôi. Giật gân à? Dạ. Hả? Phải. Chúng tôi không có gì đâu. Anh hai à? Hai người này trông quen mặt lắm đó. Anh hai à, tôi chưa có gặp qua ông. Hình như mình có gặp qua trong rừng cây rồi. Phải vậy không? Hãy làm ma cho anh hai của tôi coi đi. Hả? Làm ma? Làm đi. Làm cho đàng hoàng đó nha. Làm cho đàng hoàng đi. Không phải. Bối hôm đó ở trong rừng người giả ma đó chính là ổng đó nghe. Làm cho đàng hoàng. Không phải đâu à. Tôi chỉ ở trong rừng nướng thịt nướng ăn thôi à, chứ không phải làm ma đâu. Ký giả. Xã trưởng. Cái gì đây? Mấy chụp hình hả? Lâu lâu chụp hình chơi thôi à. Chụp hình tôi để đăng lên trình bìa chứ gì phải không hả? Không phải. Tôi thỉnh thoảng chụp hình mỹ thuật cái chơi thôi mà. Mấy tấm hình này đó tôi sẽ giữ lại làm kỷ niệm hả? Còn bây giờ mấy anh này nè, lên trên đó hát cho vui đi hả? Đi. Nghe không? Đi mà, lên hát đi hả? Tôi không biết hát đâu. Có gì đâu. Qua bên đây hát. Đứng vậy nè hả? Hát sai một câu đó ha là ăn một viên đạn, nghe chưa? Sai một câu là một viên. Dạ, hả? Dạ. Cứ tự nhiên đi hả? Hello, sao hả? Anh hai à, tụi này đã tới tiệm châu báu rồi đó, bắt đầu mở tủ sắt nha. Tốt lắm. Ê, bắt đầu đi. Hát nha. Ông hát trước đó. Tại sao em bỏ anh à? Tại sao em bỏ anh? Tại sao em bỏ anh? Tại sao em bỏ anh? Hả?
Thằng nào cười đó? Mày hả? Lên đây. Ok. Lẹ đó. Là mày cười đó hả? Ông hát dở như vậy bắn ông trước đi. Thằng nhóc này cả gan thiệt. Bộ mày hát giỏi lắm hay sao hả? Cần gì phải nói. Có ai mà không biết tôi là hoàng tử karaoke tại khu 19 chứ. Hoàng tử karaoke à? Được. Vậy thì mình hát chung đi nha. Được. Làm phiền mở ra trước đi. Mày hát bằng cái miệng chứ bộ bằng cái tay sao? Cũng được thôi. Hát đi. Nè, làm phiền hai anh hát bài cho tôi nha. Tôi đâu có... Làm cái gì vậy? Có vỏ không cũng khó rồi à, đừng có nói chi. Ăn một con tôm hùm to bự như vậy à, hãy lo cho tính mạng của đại ca các người. Hãy bỏ súng xuống đi. Hãy bỏ súng xuống. Còn không mau bỏ xuống. Gãy rồi. Các vị à, thật ra à, càng tôm hùm không có bao giờ cắn chết người ta đâu. Có đúng không vậy à, ý của chúng tôi là muốn mời anh hai ăn tôm hùm. Đừng có để nghe mẹ. Anh hai à, anh thử một miếng đi. Anh thử một miếng đi. Em thử đi nha. Muốn giết tao hả? Anh hai à, cẩn thận nha. Đó là súng thiệt đó. Súng thiệt đó. Đi chết đi. Quý xuống. Xuống đi. Dạ sao hả? Quý xuống. Nằm yên. Sao hả? Cậu thiếu gia bắn chung bất động rồi. Lấy hết đồ ra chưa? Dạ còn chưa. Thủ tiêu nó luôn cho tôi. Ông chạy rồi, tôi cũng đâu có chạy ra ngoài được. Mang mau xuống đi. Cô gặp xui rồi đó. Chồng của cô đã bỏ chạy. Thu xếp đồ đạc đi, chạy đốt, lại lên. Thằng đó coi tôi không ra gì hết. Thank you.
Sư sếp, báo cáo, lên trận coi chừng đi. Yes sir. Nè ông chủ à, tới đây. Mấy tấm hình này thật là không có đăng được mà. Anh nói như vậy có nghĩa là sao? Nè, khi không nói quan cho người ta, ôm đại thôi đâu có phải là bạn trai, như vậy là hại cả đời của người ta đó. Anh Tiêu à, cái chuyện này á, mình đã tính toán từ lâu với nhau. Nếu mình không đăng lên báo thì văn phòng của mình sẽ đóng cửa luôn. Các công nhân lấy gì ăn đây hả? Ăn để sống hả, lên xe. Nè, làm ơn được một chút, ông có thấy bị lương tâm cắn rất hay không vậy? Hả? Cái gì là lương tâm? Tại sao như không chạy ra nhiều lương tâm quá vậy? Hả? Cho dù anh ngựa đi, anh có đi thương cổ, anh cũng không cần bắt hết mọi người phải đi chung chung với anh, có phải không hả? Tôi nói như vậy đó, anh có hiểu không? Nói cho rõ ràng, tôi không phải là thương cổ, nói tóm lại một câu là ông vì bản thân bất chấp thủ đoạn, đi làm rùa đực đi. Anh nói cái gì hả? Nói tôi lừa cả. Thôi thôi đi. Nói gì vậy? Nói lại đi. Cậu nói tôi có giống rùa đực hay không? Ông giống rùa cái đó. Em phải nghe anh giải thích đi mà. Mấy tên cứ bắn anh thì anh phải bắn lại họ thôi. Mấy chị bạn tao có thể là hai tay dâng hiến cho họ được. Mai mốt mình đám cưới rồi đó thì em cũng có phần đó mà. Nếu như là em thì em có thử hay không chứ hả? Em nói đi, em nói cho anh nghe đi. Sang sang hả? Nè em cứ đi đi. Em tưởng em thấy dâng chỉ có một mình em thôi sao hả? Nè sang sang. Sang sang. Tự nhiên. Sang sang hả? Nè cô bảnh coi thử. Nè đến đây. Đến đây. Nè quý vị. Quý vị. Quý vị. Quý vị. Không phải tôi tới liền đó hả? Nè cậu Kiện với cậu Tiêu hai người đâu rồi, có sao không ạ? Không có sao đâu, bên kia thôi. Hình đâu rồi, có chụp được không hả? Sao có máy tắm vậy hả? Nhà ở nồi đời gấp lắm đó. Nè đưa đi, liền cho đó. Nè đưa lên. Đưa lên. Ai vậy? Rùa đực Hứa đây. Anh hãy nói thật cho tôi, anh không chịu đưa hình cho tôi, có phải anh gì có lương tâm hay là anh thật sự thương cổ? Nè, làm cái gì vậy? Bây giờ trả hình cho cậu đó, vui lòng chưa hả? Có luôn phim có đăng hay không? Chân của cậu có sao không vậy? Đã bước nhiều rồi, vô trong ngồi đi. Văn phòng của ông sao rồi? Ý cậu nói là chưa bán được chứ gì? Không bán được thì đóng cửa phức cho rồi. Tôi trở lại làm thầy giáo. Thay vì nghề thầy giáo này á, tôi đã dạy mười mấy năm rồi. Còn tôi làm cái gì? Cậu thiếu gì ngày làm phải không? Phát hả? Đi làm ngày cờ bạc đi. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai cậu tới làm. Có lẽ tiệm đã đóng cửa rồi. Có lẽ tại mấy người này, cho nên cái tiệm tôi mới đóng cửa. Cậu làm bao được có cô gái nữa. Cứ cô gái theo cái kiểu này hoài á, thì lấy cái gì mà sống đây hả? Ông chủ hả? Ông có giận mà. Tôi có đồ tặng cho ông nè. Tặng tôi cái gì? Hình lúc nãy có mấy thằng ăn cướp, tôi đã chụp hết rồi. Không biết là ông có cần dùng nó để đăng lên trang đầu hay không vậy? Chụp được hết rồi à? Thật à? Đúng vậy. Lần này có hình tại hiện trường, chỉ một mình độc quyền đăng thôi, vậy là phát tài rồi. Hành động của tòa tạp chí Nội Mạc rất là xứng đáng để cho chúng ta học theo. Chúng ta mời trưởng cảnh sát phân phát tờ chi phiếu 800.000 đồng cho Hứa xã trưởng. Tôi cố tình đem con cá vàng tới trả lại cho ông đây hả? Cảm ơn ông nhiều. Tụi nó có ngoan hay không vậy? Chúng nó ngoan lắm nhưng mà ăn hơi nhiều đó nha. Ông Hứa, về tiền nhà. Tiền nhà. Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi đây nè. Nè, chi phiếu. Vậy là mọi người cùng vui ạ?
Cũng nhờ giúp cho chúng tôi. Hai con cá này má quá hả? Ô, chào cô Hà. Chào ông Hứa. Chào cô. Tôi thật là không có ngờ ông lại hát hay như vậy đó. Ông còn biết cách cứu quản lại cuốn tạp chí của ông nữa trong vòng một tuần thôi. Ông thiệt là giỏi quá, thì dẫn đầu thời đại hả? Chẳng qua nhờ cô giúp đỡ thôi. Đây nè, đây là hợp đồng quảng cáo mới, làm việc ông ký tên vào hả? Một bộ 3 tờ. Có đúng vậy không hả? Phải. Tôi ký rồi, đưa cho cô liền. Được. Cô Hà. Hả? Cô có biết là tôi chờ đợi em. Chờ đợi em. Gặp lại nha. Chào anh. Chào cô. Chân quanh đã lành hay chưa vậy? Lành hết rồi. Chừng nào lấy chồng vậy? Thay đổi kế hoạch rồi à? Vậy mai này có tính gì chưa? Tương lai là do bản thân của mình tạo nên. Anh đã nói với em mà. Đúng rồi. Kế hoạch kế tiếp của cô định làm gì? Kế hoạch của em là muốn anh đãi em đi ăn một chậu hủ tiếu lòng bò. Có được không hả? Được. Sao đó ông chủ có gì chỉ vậy? Ngồi xuống. Dĩ nhiên là có rồi. Công ty của tôi cảm ơn sự giúp đỡ của hai vị. Ở đây chỉ cho hai vị ít tiền quê hồng nha. 5,000 cho mỗi người. Mong rằng chúng ta nỗ lực hợp tác tương lai sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Sao ít quá vậy? Ít quá gì? Ít hả? Được. Tôi có chuẩn bị một trò chơi với hai anh đây nha. Chơi với thằng cờ bạc để hết 10,000 ở đây. Và tôi cũng bỏ thêm 10,000 ở đây. Chúng ta chơi với thằng cờ bạc một nhán nha hả? Chơi gấp đôi. Để bài trên bàn. Mỗi người lấy một lá. Người nào lá lớn nhất, người đó sẽ thắng. Các vị thần cờ bạc, các vị có dám chơi hay không hả? Chơi thì chơi, em mà sợ. Được. Tôi lấy trước nha. Khoan đã. Mấy cái trò này đâu có còn xài nữa. Tôi không nói các anh gạt tôi. Các anh nói tôi gạt các anh hả? Có phải không? Nếu muốn chứng minh mình là quang minh chính đại, chơi thật một ván đi. Đúng rồi đó, lấy bài đi. Nếu chơi thật được việc thì lấy bài đi. Chơi thật cần phải lấy đi. Đúng rồi, lấy bài cho chơi đi. Chơi thì chơi nha. Nhưng mà không bằng ăn gian nha ha. Nếu ai bị bắt được là chơi ăn gian, phải đền tiền lương 1 năm. Có dám chơi không? Một năm. Một năm tiền lương tôi mà, lấy bài đi. Được, tôi lấy bài trước nha. Khoan đã. Được rồi. Kênh đó. Không biết cái con này có ăn ông không nữa. Đi chơi cho đã trước à. Mới đi đã. Tưởng tôi không bắt được các người chơi ăn gian hay sao? Đền tiền luôn 1 năm.